Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn là cách livestream ở trên các cái dòng mixer như là F4 hoặc là F4 Pro bằng một cái dây livestream OTG, nó có mã là NMCLT04 nhé các bạn nhé. Thì cái dây này rất là hay, đó là chúng ta có thể sử dụng được trên các cái dòng máy mới nhất như là cổng TPC hoặc là cổng iPhone, chúng ta đều sử dụng được hết nhé các bạn nhé. Đầu còn lại là chúng ta sử dụng được trên các cái dòng mixer mới nhất hiện nay như là K300, K10 hoặc là Icon Pop Pro, hoặc là trên các cái dòng mixer để chúng ta đều sử dụng được hết nhé các bạn nhé. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn là cách livestream chuẩn stereo. Thì mình giới thiệu qua một chút, đó là cái dây này nó có ba cái đầu dây ra, một đầu dây là USB. USB này chúng ta có thể cắm vào cái củ sạc bình thường nhé các bạn nhé. Cái đầu còn lại đó là cổng TPC hoặc là iPhone để chúng ta có thể cắm vào điện thoại để chúng ta livestream. Còn đầu còn lại là chúng ta cắm vào trên dòng mixer hoặc là sao card. Đây là cái đầu truyền để chúng ta có thể cắm được trên F4 Pro. Hiện tại thì mình đang sử dụng một cái đầu truyền F4 Pro thì mình sẽ cắm vào cái lỗ vuông ở đây nhé các bạn nhé. Chúng ta để ý một chút, đó là khi mà chúng ta live stream thì chúng ta bật cái sao card này lên, cái nút đỏ ở phía dưới ngay cái cổng vuông ở đây nhé các bạn nhé, để chúng ta có thể live stream được. Và cái đầu USB thì chúng ta cắm vào củ sạc. Củ sạc thì chúng ta cắm củ sạc điện thoại và chúng ta cắm vào ổ cắm điện để chúng ta lấy nguồn nhé các bạn nhé. Rồi đầu còn lại nó có ký hiệu ở đây, nó có ký hiệu ở cái điện thoại, nó có ghi ở phía trên cái đầu chuyển này là OTG. Đây là hai cái đầu chuyển, đó là dùng cho cổng TPC hoặc cả iPhone. Hiện tại thì mình đang sử dụng iPhone ở đây. Khi mà chúng ta ghi thì chúng ta vuốt từ điện thoại ở trên, chúng ta có thể ghi âm ở đây nhé các bạn. Ở đây, và hiện tại thì mình đang tắt điện thoại và bây giờ mình sẽ lấy nhạc ở trên một cái điện thoại nữa để chúng ta có thể thử nhé các bạn nhé. Và sau khi mình cắm vào cái đầu livestream ở trên iPhone thì mình sẽ thử thu âm một đoạn nhé các bạn nhé. Các bạn vuốt ở trên điện thoại và có phần ghi âm. Ghi âm ở đây, khi nào ghi âm thì nó sóng nhạc rất là khỏe đấy nhé các bạn nhé. Hiện tại mình đang thu âm ở đây cái giọng nói của mình này các bạn này. Các bạn có thể thấy cái sóng nhạc nó lên rất là cao luôn nhé các bạn nhé. Đây, mình mở loa nữa này. Alo 1 2 3 4 5. Alo 1 đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn liên hệ với số điện thoại 0981 622 291. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.